Rồi thì lên nó có một cái vết trầy nhẹ ở đây. Đây có một vết cấn nhỏ ở đây à. Đây bị ở cái vết ở vì ngoài không ảnh hưởng. Rồi bây giờ mình sẽ chụp thử cái lens này. Chụp ở tiêu cự 16. Tiêu cự 35.